Ayo, xin chào các bạn. Hôm nay mình rất vui giới thiệu đến các bạn về dòng sản phẩm mới nhất của Hot Toy, gần đây nhất về tựa video game mới nhất, đó chính là dòng sản phẩm Batman Arkham Knight. Chúng ta hãy cùng nhau tập hợp xem bên trong có những cái gì nhé. Đây chính là hình ảnh của hộp bên ngoài của nó. Các bạn, như các bạn đã thấy, đây là nguyên siêu, chưa unbox bao giờ cả. Và sau đây chúng ta sẽ cùng mổ xẻ nó ra. Phần phía sau thì cũng không có gì nhiều, chỉ là dạng như thông tin của một số nhà sản xuất nè. Giống như là hãng sản xuất chính là Scarlet Bay nè, Hot Toy Limited nè. Đó, thông tin của hộp sản phẩm và những người tham gia làm, và có một số lưu ý riêng. Chúng ta có thể mở từ bên hông như thế này. Là những cái dòng video game thì Hot Toy đã thiết kế cái kiểu hộp rất là đẹp như thế này và rất là tiện. Đó, chúng ta có thể coi hộp như thế này mà không cần phải in seal ra. Đây là gần như toàn bộ sản phẩm bên trong, rồi có phụ kiện súng nè, mô hình của chúng ta ở đây. Đây cũng là những cái thông tin, những cái người đã làm ra cái sản phẩm này. Sau khi chúng ta mở hộp ra, chúng ta sẽ thấy toàn bộ hơn, chi tiết hơn và đẹp hơn chút xíu. Sản phẩm của mình là chưa in seal nên nó sẽ có những cái seal như thế này. Các bạn để ý kỹ nha. Hàng mà ví dụ như mà ở khúc hai khúc này nó có bong bóng á, là có nghĩa là đã có tay người mở rồi. Và cái đó không tính là sản phẩm mới nữa, mà gọi là dạng như hàng trưng bày. Sau đây mình sẽ lấy nó ra. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu mở hộp ra luôn. Thì trước tiên á, sẽ có một cái sau lưng. Đây chính là background. Background này là một cảnh trong Arkham. Đây đó, các bạn thấy không? Thành phố Gotham. Có cái bóng đèn. Cái này là của Batsignal. Các bạn có coi phim về DC, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra cái cảnh này xuất hiện rất là nhiều luôn. Hình như là thành phố New York sau này thì phải. Mình sẽ để cái này phía sau nhé. Sau khi chúng ta mở hộp, chúng ta sẽ thấy được tất cả các phụ kiện của Batman, bao gồm là 7 bàn tay thay thế cho tất cả các tư thế khác nhau tùy theo chủ nhân của nó muốn tạo kiểu như thế nào đó. Chúng ta sẽ có những khẩu súng nè, rồi những cái Batman răng nè, rồi những cái hình ảnh liên lạc khi mà Batman cần thiết nè, và vô số phụ kiện khác. Sau đây chúng ta sẽ nói sơ về phần giáp. Quả thật là phiên bản lần này đã nâng cấp rất nhiều so với phiên bản khác. Phiên bản trước đó là phiên bản Arkham City. Đây, mình có một cái bản Arkham City đây. Các bạn có thể thấy đơn giản. Phiên bản trước thì nó là chỉ là một cái dạng rất là đơn giản thôi. Về phần áo choàng cũng vậy, làm rất là thô sơ, không có đẹp lắm, thì làm cho bát của chúng ta giống như là bị mập ra vậy. Nói chung là nó không có đẹp, không có đẹp lắm theo mình cảm nhận là vậy. Rồi, các bạn có thể thấy phiên bản ở bên Arkham City, Arkham Knight. Đây là những cái sợi giống như người ta sơn giống như carbon như vậy á. Những cái chi tiết rất là đẹp. Về phần giáp á, như các bạn đã thấy nè. Đó, nhìn rất là hầm hố. Về phần sút á, chúng ta có thể thấy là được làm rất là tỉ mỉ. Những cái sợi cắt nhỏ như thế này là theo mình ở bên ngoài đời chúng ta có thể gọi đây là carbon nè. Còn bên trong cái thế giới đó thì không biết gọi là gì thì mình không nhớ. Các bạn có thể thấy rất là đẹp. Trên phần vai cũng có. Đó.
Đây là giống như bộ giáp, đây là bộ giáp cơ học luôn nha, giống như armor, đúng hơn gọi là armor đi, bản armor trong thế giới game gì đó, phiên bản lần này làm quá đẹp. Nó có làm những cái chi tiết giống như là battle damage nữa trên giáp chân nè, rồi giáp vai và mặt nạ. Tôi cảm giác là chân thật cực kỳ luôn. Có thể nói đây là phiên bản mà đẹp còn hơn cả người thật nữa. Đó, các bạn sẽ thấy nha, qua hai phần Batman là phiên bản trước đó nè, nhìn cực kỳ đơn giản. Chúng ta có thể thấy là về phần khớp thì phiên bản trước mặc dù không có cái phần độn vai ở trên này, nhưng mà đây chỉ là cơ, chỉ giơ được tới như vậy thôi các bạn ạ, à, không giơ cao hơn được. Còn bên Batman bản mới của tụi mình á, đang review cho các bạn coi á, do là phần giáp nó dày quá, với lại nó một phần nó cứng, nên biên độ cử động của nó chỉ giơ được tới như vậy là hết cỡ. Khi mà chúng ta co tay vô phiên bản Arkham City lần trước á, các bạn thấy nha, à, co vô tới một cái khúc á, thì nó sẽ tự giật ra. Do cái phần mà trước người ta làm suốt cái kiểu này nó giống như là kiểu cao su giòn giòn á, nó không có tốt cho lắm, nó không có giữ được. Các bạn khi mà các bạn co vô thế này sẽ giật ra, đó là điều đó là mình không thích. Nó làm cho sản phẩm mình cảm giác giống như là nó hơi bị rẻ tiền. Và cái suit này chẳng khác gì cái bộ đồ thể thao hết á. Còn bên bản Arkham Knight á, cực kỳ tốt, mặc dù là nó không co cao hơn được nữa, nhưng mà nó không có bị bật ra. Mà các bạn lưu ý á, là khi chúng ta mà tạo thế cho nhân vật của mình á, phải coi kỹ, là tại vì là coi như á, nó sẽ rất là dễ bị rách, tại vì nó rất là căng. Những cái phần này rất là dễ bị rách nè, phần đen 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 nè. Đó, các bạn phải chú ý, không thôi là sẽ làm thích mình mất đi thẩm mỹ. Về phần khớp chân cũng vậy, Arkham City của chúng ta chỉ có được tới đây thôi. Chắc là do một phần về suốt nữa, nó làm dày, cao su thì vậy. Nó như mình nói ban đầu đó, nó làm cho cảm giác bộ suốt nó rẻ tiền quá. Đó, các bạn thấy không? Khi mà bình thường đó, những cái con phít coi chân chuyên này rất là bình thường, nhưng mà dòng này thì đó, nó như tới đây thôi, đây là giới hạn của nó. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử xem Arkham Knight của chúng ta thế nào nhé. Ồ, các bạn thấy chưa? Bản đợt này co chân như thế này cao hơn nhiều. Tiếp theo sẽ là phần đá chân lên. Bản Arkham City á, do là không có những cái phần độn giáp phía bên này, nên theo mình nhận thấy đá như vậy thì thực sự là cao đó. So với mặt bằng chung tất cả các feature khác thì cái này cũng là khá ngưỡng mộ đó. Rồi, chúng ta sẽ coi Arkham Knight của chúng ta. Arkham Knight chỉ giơ được tới như vậy thôi các bạn ạ, do phần suit, do phần suit làm dày quá. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào trách được nhà sản xuất cả, tại vì thường là được cái này thì sẽ mất cái kia thôi. Cho chúng ta một bộ giáp quá hoàn hảo, cho nên chúng ta cũng thể đòi hỏi gì cả. Tiếp theo là về phần áo choàng. Áo choàng của Arkham City các bạn thấy nè, nó không có gì hết trơn, nó không có gì đặc biệt hết trơn, nó giống như là một miếng vải bình thường thôi. Xin lỗi các bạn, con này khó đứng quá. Còn về Arkham Knight của chúng ta á, lần này rất là cải tiến. Thứ nhất là các bạn thấy nè, màu đen tuyền luôn. Đây là phần C nè, các bạn nên để em nó trong môi trường máy lạnh nha, hoặc là tránh nắng, vì xài thời gian lâu tất nhiên là nó sẽ bị chóc. Và phần này á, nó có kẽm bên trong nha các bạn, giống như phần Suicide Squad Batman vậy á. Để cho chúng ta tạo thế bay, khi mà giang tay ra bay thì nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Các bạn sẽ thoải mái tạo thế mà bay thế này nè, đó, mà không cần phải nhờ quạt nha.
đó rồi gặp vô như thế này, hiện tại là đều có thể. Ain't no mercy, ain't no mercy.